Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt buồng khử khuẩn toàn thân phục vụ cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là sản phẩm sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ đến từ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện. Với thiết kế gồm cảm biến phát hiện người và tự động phun có đèn tín hiệu, hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể, dung dịch khử khuẩn Anolit đã được pha chế và kiểm định yếu tố an toàn khi sử dụng. Theo đó, người sử dụng chỉ cần 30 giây là đã được khử khuẩn toàn thân. Cái nguyên lý này thì nó đơn giản, tức là thay vì nó tự động hóa cái quá trình mà chúng ta phun bằng tay thôi, thì người bước vô thì nó nhận tín hiệu là có người, thì bắt đầu nó phun rồi nó định thời gian, trong thời gian thì nó báo nó hết kiểm tra, nó rất đơn giản. Thực sự ra nó khó về mặt kỹ thuật thì nó không khó, nhưng vấn đề là cái nhu cầu nó hơi gấp, do đó là làm được như cả ngày đêm làm cho nó kịp. Cái này trong cái thời điểm này em biết là đang mùa dịch, là mọi thứ nó block kê hết, tức là đi mua vật tư thì nó rất là khó, ví dụ vậy thôi, chứ còn thực sự ra về mặt kỹ thuật thì nó không có cái gì. Trước đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế cũng giới thiệu sản phẩm tương tự ở Hà Nội. Vậy, buồng khử khuẩn mới của Thành phố Hồ Chí Minh có những điểm gì khác? Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hai buồng khử khuẩn có nhiều điểm khác nhau, đặc biệt ở công nghệ phun sương. Sản phẩm của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là phun sương siêu âm và tuần hoàn cho toàn bộ cả buồng từ dưới lên trên. Còn sản phẩm mà Hà Nội sáng chế là đặt ống nhựa để đưa lượng sương đi lên. Buồng phun sương được đặt trong buồng của người đứng, nên để phun sương được hết toàn thân thì người đứng phải xoay một vòng, hệ thống chỉ phun được một hướng. Bởi vì hệ thống phun sương mình làm là thành hình vòm, tất cả từ dưới lên trên và trên đầu nó đều có cái hệ thống phun sương siêu âm, cho nên là mình không cần phải quay xoay người, mà bản thân là xương nó đã phủ hết từ trên xuống dưới cho mình, thì sau đó là cái thời gian mình muốn phun xương bao nhiêu lâu thì cái đó mình cài đặt được, và ví dụ mình muốn 30 giây hay là 20 giây thì mình sẽ cài đặt được, để mà sau cái thời gian đó thì xương nó sẽ tự ngắt và mình coi như là đi ra. Thì ở đây cái công nghệ quan trọng nhất của cái này chính là cái phần mà phun xương siêu âm, để mà nó tạo cái hạt xương thật sự là nhỏ và mịn, để nó không có cảm giác bị ướt dưới người. Nhiều độc giả thắc mắc không biết trong thời gian sắp tới, với năng suất có thể sản xuất được 100 buồng trên một tuần, những buồng này sẽ được đặt ở những tuyến đường hay địa điểm nào ở thành phố. Anh Thành cho biết, đó chỉ là năng suất sản xuất hiện có, còn đặt ở vị trí nào thì lại phụ thuộc vào nhu cầu đặt hàng của các đơn vị. Thực tế hiện nay, chỉ có kỹ thuật và công nghệ, còn kinh phí thực hiện thì không có để làm. Giá sản xuất thương mại cho một buồng khử khuẩn là 30 triệu đồng, đã bao gồm chi phí lắp đặt nếu đơn vị đặt hàng trong nội thành. Anh Thành cũng khẳng định buồng khử khuẩn này chỉ phù hợp với những đơn vị mà lượng người ra vào đông hơn là sử dụng cho hộ gia đình. Nếu để sử dụng cho hộ gia đình thì sẽ không phát huy được hết hiệu quả của buồng khử khuẩn. Thay vì sử dụng sản phẩm này, hộ gia đình có thể sử dụng bình phun xịt mini hoặc bình phun xịt cá nhân sẽ hợp lý hơn.